Lâu nay khi nghe nói đến ngã tư An Sương, nhiều người không khỏi phải rùng mình. Là cửa ngõ Tây Nam của thành phố nên mật độ và lưu lượng xe qua lại khu vực này luôn trong tình trạng quá tải. Các phương tiện lưu thông qua lại khu vực này chủ yếu là xe ô tô tải trọng lớn, xe container, thường di chuyển qua lại giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Lưu lượng xe máy cũng rất đông, chủ yếu là đổ vào đường Trường Chinh để đi vào khu vực trung tâm thành phố. Giờ cao điểm, hai tuyến đường Trường Sa - Hoàng Sa dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được nhiều người chọn lựa để lưu thông, thoát khỏi dòng xe cộ đang ùn tắc khắp các ngã tư. Chuyện tưởng như đơn giản nhưng có một nghịch lý vẫn diễn ra hàng ngày. Cả hai tuyến đường dọc bờ kênh đều được phép lưu thông hai chiều, nhưng duy nhất hầm chui dưới cầu Điện Biên Phủ trên đường Trường Sa chỉ cho phép đi từ hướng quận 1 sang quận Bình Thạnh. Đã có rất nhiều người bất chấp bản cấm lưu thông ngược chiều, khiến cho lực lượng chức năng phải xử phạt. Trộm điện thoại tại cửa hàng buổi sáng. Trộm điện thoại, trộm chĩa. Camera cận cảnh từng đề cập đến những vụ trộm điện thoại có giá trị cao. Và lần này chương trình sẽ cận cảnh vào một vụ trộm giữa khuya tại cửa hàng điện thoại. Một em bé chăm chú nhìn con trăng đang nằm bất động trên nền đất. Đứa bé tỏ ra khá thích thú, nhảy cẩn lên và cười khoái chí khi nhìn thấy con trăng. Ngay sau khi tiếng thúc giục bắt nó đi của người lớn, đứa bé liền nắm lấy con vật và chuyện gì sẽ xảy ra? Ba chiếc xe máy chiếm hết phần vỉa hè của một con đường. Hai người phụ nữ đang đứng dưới lòng đường, một trong hai người còn ẵm một em bé trên tay. Có vẻ rất không an toàn khi ẵm một em bé đứng ngay dưới lòng đường, vì đoạn đường này có khá đông các phương tiện qua lại. Vài giây sau đó, hai người phụ nữ lao nhanh ra giữa đường, trên tay vẫn ẵm em bé nhỏ. Cả hai cúi xuống nhặt một vật gì đó ở giữa đường. Ai đó đã đánh rơi một vật gì chăng,